Ba con giáp bị khóa cung tài lộc khi gần nhà, chỉ có xa nhà mới dễ làm giàu, càng xa nhà càng giàu có hạnh phúc, không ai sánh bằng, xa nhà mới thực hiện được ước mơ của bản thân mình. Nghe xem phải như vậy không nhé? Thứ nhất là tuổi Tỵ, người ta nói rằng con rắn không chân đi năm rừng bảy rú, người tuổi Tỵ chỉ có xa nhà mới tìm được thời cơ làm giàu. Đây là con giáp khắc khẩu với gia đình, đôi khi chính gia đình là yếu tố cản trở tài năng ước mơ phát triển làm giàu của tuổi Tỵ. Con giáp tuổi Tỵ khi xa nhà sẽ gặp gỡ được nhiều thời cơ, nhiều cơ hội, nhiều quý nhân và lập nên sự nghiệp lớn, thực hiện được ngay ước mơ của mình, từ đó giàu có không ai sánh bằng. Thứ hai, con giáp tuổi Thìn, người ta nói tuổi Thìn là rồng ở thiên đình, con giáp này có cung số một cảnh hai quê, thường sống xa nhà thì được thành công, tuổi thơ gần nhà vô cùng vất vả, lớn lên xa nhà dễ làm giàu, con giáp này thông minh tài giỏi hơn người. Khi xa nhà sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội, từ đó phát triển một cách rực rỡ, giàu có không ai sánh bằng. Thứ ba, con giáp tuổi Ngọ, con giáp này gọi là mã đáo thành công, càng làm ăn xa nhà càng dễ thành công sớm. Người tuổi Ngọ có nhiều tham vọng cao, nguồn năng lượng lớn, chỉ có tung hoành bốn phương tám hướng thì mới dễ thực hiện được ước mơ. Con giáp này khắc khẩu với anh em trong nhà, nhưng khi xa nhà thành công rồi lại là người lo cho cả họ. Các bạn cùng kiểm chứng xem phải là như vậy không nhé.